Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. MU liên hệ bom tấn 7 bàn trên 6 trận. Kế hoạch B của MU là sát thải chân hát. Bruno báo hạ trẻ đỏ, MU thua tan nát Tottenham tại Old Trafford và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU liên hệ bom tấn 7 bàn trên 6 trận. Amane Dembele đã có khởi đầu tuyệt vời khi ghi được 4 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo góp công vào 7 bàn thắng trong 6 trận đấu tại giải bóng đá Pháp mùa này. Cầu thủ 27 tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao và có vẻ như đối chơi của cựu sao Barcelona đang đạt một đẳng cấp khác. Thành tích kể trên đã giúp Dembele thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ có tham vọng lớn ở châu Âu và không loại trừ khả năng một số câu lạc bộ từ ngoài Anh, đã thăm dò nhằm chiêu mộ chân sút người Pháp. Theo Football Transfer, Man United đã bắt đầu đàm phán với người đại diện của Amade Dembele về khả năng chuyển tới Old Trafford trong mùa hè năm sau. Thông báo trên cũng đề cập rằng Dembele rất muốn chuyển đến ngoại Anh thi đấu và sẵn sàng rời Paris Saint-Germain để gia nhập MU. Dembele là cầu thủ đắt giá thứ tư từ trước đến nay nhờ thương vụ chuyển nhượng trị giá 135 triệu euro từ Dortmund sang Barcelona vào năm 2017. Với việc Anthony đang chật vật thể hiện bản thân, huấn luyện viên Erik Ten Hag của Man United đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh phải mới nhằm chia nửa cùng Ahmad Diallo. Khả năng chơi ở cả hai cánh của Dembele khiến anh trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt là cả khi Marcus Rashford không có phong độ ổn định ở cánh trái trong thời gian qua. Kế hoạch B của MU là sa thải Ten Hag trao đổi xoay quanh tình hình của Manchester United hiện tại, John Smith cựu siêu cò tại ngoài Anh cho rằng nếu không nhanh chóng vực dậy quỷ đỏ, huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ bị sa thải. Smith nhận định áp lực vô đè nặng khi bạn ở Manchester United và điều đó phụ thuộc nhiều vào huấn luyện viên hơn là giới chủ ở thời điểm hiện tại. Những người chủ của câu lạc bộ được cho đã đúng khi giữ lại Erik Ten Hag. Điều tôi đã không hiểu là bản thân các cầu thủ chẳng hạn như Casemiro, cậu ấy thật tuyệt vời khi gia nhập một câu lạc bộ, nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Tại sao mọi thứ tổn dốc thảm hại như thế? Tôi không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với Man United. Họ có một đội hình gồm những cầu thủ thực sự giỏi nhưng lại không gặt hái được thành công. Ngay cả Đát người cần vệ trung thành của đội bóng cũng không còn chơi tốt nữa. Trừ khi một chuyển diễn biến tích cực khá nhanh thì phải có kế hoạch B, kế hoạch B sẽ là thay thế Ten Hag. Hiện tại tình hình đang giống như vậy. Bruno báo hại thẻ đỏ, mẫu thua Tottenham tại Old Trafford. Bước vào trận Super Sunday, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thực hiện 3 thay đổi người ở đội hình xuất phát của Man United. Matic Danic, Kovimeno và Alejandro Ganacho trở lại đội hình chính tại Old Trafford sau khi vắng mặt ở trận hòa giữa tuần với Tinti, thay thế cho Harry Maguire, Christian Eriksen và Amad Diallo. Với Tottenham, huấn luyện viên Potekonu đã thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại qua bang tại Eurobanic vào đêm thứ năm. Trong đó, đội trưởng Son Heung-min là cái tên vắng mặt đáng tiếc nhất do chấn thương. Pedro Borro, Chitalan Romero, Dittian Orore, James Madison, Rodrigo Bentecourt, và Dejan Kunuseki sẽ là những cái tên trở lại đội hình chính sau khi được cho nghỉ tại Euromanic. Hai đội không có định thăm dò sau tiếng còi khai cuộc khi chủ động để nhanh tốc độ trận đấu. Phút thứ ba xuất phát từ tình huống để mất bóng của Marcus Rashford, trung vệ Mickey Van der Ven có tình huống tăng tốc từ phần sân nhà loại bỏ bốn cầu thủ MU trước khi căng ngang thuận lợi để Ben Johnson đẩy bóng và không thành bỏ trống. Sau bàn thắng, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh, trong đó sự hưng phấn giúp Tottenham có được những pha hạm thành đầy nguy hiểm. Nếu như thủ thành Andre Onana cũng như cột dọc không đứng về phía MU, đội chủ nhà có lẽ phải nhận thêm ít nhất 3 bàn thua từ những cú dứt điểm của James Madison, Timo Werner và Johnson. Với MU, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã trải qua hiệp đấu đầu tiên đầy thất vọng khi những miếng phản đòn của họ sớm bị đối thủ bắt bài và cản phá thành công. Trong cả hiệp 1, MU chỉ tạo ra được 3 cú sút và hai trong số đó chúng không thành. Cơ hội rõ nét nhất của MU đến từ phút 37 khi cột dọc từ chỗ bàn thắng của Garnacho và hiệp thi đấu đáng thất vọng của MU khép lại bằng chiếc thẻ đỏ dành cho đội trưởng Bruno Fernandes sau tình huống vào bóng đầy nguy hiểm với Madison ở phút 42. Việc thi đấu thiếu người khiến Quỷ đỏ trải qua hiệp thi đấu thứ hai vô cùng vất vả để chống đỡ thế tấn công dồn dập của đội khách. Ngay đầu hiệp 2, khi bản những sự thay đổi người của huấn luyện viên Erik ten Hag chưa phát huy tác dụng thì họ đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 47, ở tình huống phản công cực nhanh của Tottenham ở bên cánh phải, Johnson có đường truyền như đặt cho Konuseki vẩy mà ngoài chân trái đánh bại Onana ở cự ly gần. MU dồn dứt đạo lực để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng việc đẩy cao đội hình đã khiến đội chủ nhà nộ sườn để tạo điều kiện cho Tottenham tung ra những tình huống phản công cực kỳ chớp nhoáng. Và Onana xứng đáng nhận những lời khen ngợi khi có rất nhiều pha cứu thua 10 giúp đội chủ nhà tránh nhận thêm bàn thua. Tuy nhiên, sự xuất sắc của một mình Onana là không đủ khi MU phải nhận thêm bàn thua ở phút 77 sau tình huống tiền đạo Dominic Sonaka có tình huống đẹp bóng cận thành từ pha phối hợp đã phạt góc. Dù hai đội đã tạo thêm một vài cơ hội ở 15 phút cuối trận nhưng đều không tận dụng thành công để thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà ở cùng với tỷ số 0-3 tại ngoại hạng Anh là trận thua thứ ba từ đầu mùa. Mà U lúc này mới có được 7 điểm và rơi xuống từ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Tottenham sau tháng này đã có được 10 điểm và vươn lên vị trí thứ 8. Rồi tiết hát, Sancho đang hóa rồng tại Chelsea. Bên cạnh màn trình diễn cho sáng đến từ Cole Palmer, giới chuyên môn cũng dành nhiều lời khen ngợi dành cho gia đình Sancho khi ngôi sao người Anh đã đóng góp tích cực vào thắng lợi 4-2 vừa qua của Chelsea. Tiền đạo người Anh giành chiến thắng cho cuộc cạnh tranh với Pedro Neto cũng như Mikhailo Moric để có được suất đá chính. Ăn ngữ nơi cánh trái, Sancho liên tục tạo ra sóng gió cho hàng phòng ngự của Brighton. Anh chuyển nhiều tiền đạo rê bóng qua người lên tới 75%, khiến cho Brighton phải tăng cường thêm nhân sự để hỗ trợ cho hậu vệ Fedi Cariono. Chính sự néo nắt đến từ gia đình Sancho đã mang về quả penalty, sau đó Palmer đã nâng tỷ số lên 2-1. Anh tiếp tục để lại dấu ấn về đường chọc khe tinh tế, giúp Palmer ấn định thắng lợi 4-2 chung cuộc cho Chelsea bỏ túi ba đường kiến tạo trong ba trận đầu tiên cho Chelsea ở ngoại hạng Anh. Sancho giờ đây đã bắt kịp kỷ lục của hai đàn anh là Eden Hazard và Serge Van Brigade. Sancho đã chứng minh rằng việc anh rời khỏi Manchester United để gia nhập Chelsea là đúng đắn. Ở thời điểm hiện tại, quỷ đỏ tỏ ra khá bế tắc trong việc tạo ra sự đột biến và tính sáng tạo nơi cánh trái trong bối cảnh Marcus Rashford chưa thực sự tìm lại phong độ. Điều này sẽ gây nên những tranh cãi về quyết định của Erik ten Hag dành cho gia đình Sancho. Theo thống kê từ Squada với ba đường chuyển thành bàn có được cho Chelsea tính tới thời điểm này, Sancho đang sở hữu nhiều phát kiến tạo ở ngoài Anh 2024-2025 hơn tổng số phát kiến tạo của bảy cầu thủ MU bao gồm Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Mason Mount, Christian Eriksen, Joshua Gigi và Kobe Mero cộng lại. Ryan tính gây sốc với Diego Dalot. Real Madrid đang lên kế hoạch tăng cường một hậu vệ phải trong bối cảnh Dani Cavaza và Lucas Vazquez đều đã cao tuổi. Theo tòa FIFA Z của Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ để mắt đến Diogo Danos của MU. Hiện hợp đồng của hậu vệ phải người Borussia kèm theo thời hạn đến mùa hè năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Ten báo tin mừng về Zoro. Zoro, 18 tuổi, đã ký hợp đồng với MU với chi phí ban đầu là 52 triệu bảng vào mùa hè này. Mặc dù đã gây ấn tượng trong thời gian trước mùa giải, nhưng tuyển thủ trẻ người Pháp vẫn chưa thể thi đấu một trận chính thức nào cho câu lạc bộ mới của mình. Anh đã gặp chấn thương xương bằng chân trong trận giao hữu với Arsenal và buộc phải phẫu thuật. Theo Analytics, MU biết rằng Zoro có nguy cơ gặp vấn đề về xương bàn chân khi tiến hành kiểm tra y tế nhưng vẫn quyết định tiến hành kiếp đồng và Zoro dự kiến sẽ vắng mặt trong 3 tháng. Mặc dù Zoro không kịp trở lại để đối đầu với Tottenham vào chủ nhật nhưng anh đang tiến gần đến ngày trở lại. Khi được hỏi về tiến trình hồi phục của hậu vệ trẻ này, Ten Hag nói: "Đúng vậy, cậu ấy đang làm việc rất tốt, rất vui mừng khi quá trình hồi phục của cậu ấy đang diễn ra đúng hướng và tôi mong đợi cậu ấy sớm trở lại." Nhưng những gì tôi muốn là cậu ấy đang trong quá trình lập kế hoạch đúng đắn, cậu ấy đang ở vị trí đúng, cậu ấy sẽ trở lại đội hình và sau đó là tập luyện cùng toàn đội càng sớm càng tốt. Thông qua mạng xã hội, Zoro gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cùng lời hứa sẽ sớm trở lại sân cỏ. Cảm ơn những lời động viên của các bạn trong những tuần qua. Tôi cảm thấy rất khỏe và tôi sẽ trở lại một ngày không xa. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để nóng vội. Tôi cố gắng thông minh trên sân cỏ. Tôi chơi bằng cái đầu, hiểu trận đấu, hiểu đối thủ và phải bình tĩnh. Đặc biệt là bình tĩnh với mọi tình huống khi tôi phòng thủ. Khi còn ở nên vào mỗi cuối tuần, tôi đều xem các video về các tiền đạo để hiểu cách chuyển động, cách họ muốn nhận bóng, điều này giúp ích rất nhiều. MU sẽ mua thêm cầu thủ ở vị trí này. Phiên chợ mùa hè này, Man Utd đã chi ra 35,8 triệu bảng nhằm đổi lấy sự phục vụ của trung phong Joshua từ Bologna, sau khi một tiền đạo khác là Anthony Martial đã ra đi vì hết hạn hợp đồng. Joshua được coi là phương án chiến lược cho Raúl Jiménez trong vai trò cao nhất trên hàng công, nhưng sau 7 trận ra mắt từ đầu mùa, ngôi sao người Hà chưa thể thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Chân sút 23 tuổi nổ súng ngay trận ra mắt của đội bóng nhưng đã tuyệt ngòi ở 6 trận liên tiếp sau đó. Còn với Nul, tiền đạo người Đan Mạch mới chỉ trở lại sau chấn thương nên chưa thể lấy lại thể trạng sung mãn nhất. Thất vọng trước lượng lượng nhân sự trên hàng công, mới đây trong buổi trò chuyện trên sóng Backpay Podcast, nhà báo David Ortiz tiết nộ, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm một chân sút chất lượng trong thời gian tới. Ortiz nói, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đang cố gắng tìm ra lối chơi hoàn hảo nhất cho Man United, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh của các cầu thủ. Joshua Zizzi là tân binh duy nhất trên hàng công của Man United ở mùa hè vừa qua, nhưng nhiều khả năng trong các phân trợ chuyển nhượng tới, họ sẽ tiếp tục mua sắm cải tổ vị trí này, đồng thời hy vọng Hoanun sớm lấy lại phong độ. Thực tế ở thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2024, sau khi sở hữu Joshua Zizzi, có rất nhiều tin đồn cho rằng đội chủ sân Old Trafford một ký hợp đồng với một tiền đạo là Ivan Toni. Nhưng cuối cùng thương vụ đã không xảy ra. Ngôi sao người Anh đã cập bến các câu lạc bộ giải bóng đá đập vào những ngày cuối cùng. Lý do khiến MU khó cạnh tranh top 4 Tại vòng năm ngoại Anh, Anh 2024-2025, MU đã bị Cần Banet cầm hòa với tỷ số 0-0. Quỷ đỏ không phải không có những cơ hội ghi bàn, nhưng họ không thể tận dụng thành công để rồi phải chia điểm. Việc chỉ thắng 2 trên 5 trận đấu đầu tiên ngoại Anh, Anh là thành tích đáng thất vọng của đoàn quân huấn luyện viên Erik Ten Hag. Hàng công MU cũng cho thấy sự thiếu hiệu quả khi mới ghi được 5 bàn thắng, chỉ nhiều hơn 3 đội bóng là Cần Tobanet, Ipswich Town và Southampton. Kiệu doanh thủ Danny Murphy cho rằng đây là vấn đề lớn của MU. Và theo quan điểm từ cựu cầu thủ của Liverpool, việc thiếu những chân sút sắc bén có thể khiến Quỷ Đỏ gặp khó trong cuộc đua top 4 ngoài Anh mùa này. Metro dẫn lời Danny Murphy. Mùa hè vừa qua, MU đã có những bản hợp đồng chất lượng để nâng cấp hàng thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề thiếu bàn thắng trầm trọng. Mùa trước, MU là đội ghi ít nhất bàn thắng trên bảng xếp hạng. Trong lúc khó khăn, MU chỉ có giải pháp đưa Josuji đi vào sân. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ, không phải một cây sân bàn đẳng cấp. Zizzi cũng không hẳn là một trung phong cắm. Việc thiếu đi những chân sút sắc bén đã khiến MU gặp khó khăn trong việc giành danh hiệu, thậm chí là cạnh tranh top 4 những khó khăn xuất hiện ngay cả khi họ có được đội hình sáng tạo và tạo ra cơ hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!